Mấy cái con sinh vật đang bò lúc nhúc kia trông thật kinh dị. Đối với một người ở thành thị chính gốc như mình, ban đầu còn tưởng là con sâu bị đột biến. Sau khi được tụi bạn thông não cho thì mới biết đây được gọi là con đuông dừa, một loại ấu trùng nổi tiếng có nhiều ở miền Tây nước ta. Xin chào cả nhà thân yêu siêu to khổng lồ của Mỹ Review. Anh chàng trước mặt các bạn trông ăn mặc hơi bần bần vậy thôi, nhưng thật ra là một trong những tay triệu phú chất chơi người rơi. Hôm nay, được dịp ghé qua Bến Tre, anh trai này sẽ thực hiện thử thách ăn 100 con đuông dừa siêu mập với nước sốt siêu cay. Có nàm thì mới có ăn, không nàm thì đi ra kiếm trái dừa khô bắt đuông dừa. Sở dĩ con vật này được gọi là đuông dừa vì chúng hay làm kén tại thân cây dừa mục nát hoặc là trong vỏ mấy quả dừa khô đại loại như cái trước mặt các bạn đây. Trong này có rất nhiều. Anh trai vừa mới vén nhẹ lên đã thấy chúng bò lúc nhúc bên trong rồi kìa. Eo ôi, con nào con nấy đều ú nụ ú nần, cơ mà trông hơi ghê ghê. Hội chị em bạn gì sợ sâu chắc là chào thua với món này. Theo như mình tìm hiểu thì đuông dừa chứa rất nhiều dinh dưỡng. Mỗi con như vậy cung cấp rất là nhiều đạm và đường. Ngoài ra còn bổ sung chất béo và các nguyên tố khoáng cho cơ thể. Đặc biệt là bà con nào bị thiếu máu, suy nhược cơ thể gọi cho tôi. Bỏ vào mồm vài con đuông là máu sản xuất ra ào ào luôn. Do đó thì mấy chị em mà đang tới tháng thì hạn chế dùng con này nha. Qua kỳ rồi thì làm vài con tẩm bổ thì quá là hợp lý luôn. Anh trai vừa bốc vỡ kén của một con, coi nó thò đầu ra mà mình phải dùng mình ớn lạnh luôn á. Vậy mà nhiều ông bắt bỏ rô miệng nhai ngon lành hay thiệt. Thấy ghê vậy thôi đó mà là đặc sản miền Tây đó nhé quý vị. Nhiều ông ăn rồi là không nở đi luôn đó. Chắc mình nghĩ là do mấy ông đó bị chơi ngải chứ mấy con này sao ngon đến vậy. Bắt mấy con này nói chung là nhàn hơn nhiều so với đi bắt cua bắt ốc. Tìm đúng ổ của nó thôi là chỉ cần phủi phủi một lần cũng vài chục đến vài trăm con. Cơ mà mỗi tội thì không phải chỗ nào cũng kiếm ra được mấy con này đâu. Sức sống của mấy em nó cũng khá yếu. Phải thời tiết ôn hòa, khí hậu dễ chịu như ở miền Tây thì mới có nhiều. Mấy con đuông mà mập ú bán cũng được giá lắm nhé bà con. Ai muốn tìm hát yểu thì lên sộp bi nhé. Giá dao động chắc cũng 7-10k nếu là con múp. U là trời, có một quả dừa khô thôi mà bà con thấy anh trai bóc ra gần 20 con đuông mờ lem vậy rồi này. Chắc ngồi đây thêm 30 phút nữa là bắt được đủ 100 con làm thử thách rồi. Mấy con đuông này chị Google bảo là lớn lên sẽ biến thành con bọ vòi voi hay còn gọi là bọ kiến dương. Đại loại như con sâu bướm lột xác thành con bướm đó bà con. Mấy bạn ở dưới xuôi chắc biết dành chứ như tôi thì như tờ giấy trắng vậy đó. Từ nhỏ tới giờ chưa biết mặt mũi con bọ vòi voi nó trông như thế nào. Không biết có giống con voi không? Theo kinh nghiệm ba đời đi bắt đuông dừa của ông hàng xóm cạnh nhà ông cậu ba của dì hai chị họ ngoại mình thì mấy con bọ này thường giao phối vào mùa mưa. Sau đó thì sẽ tìm một cây dừa khoét lỗ đẻ trứng. Do đó, tầm 2 tháng trong thời điểm mùa mưa là thời điểm dễ bắt gặp mấy con này nhất. Coi nó bò lúc nhúc không khác gì con giòi hết trơn. Không biết khi cho vào miệng rồi nó có cựa quậy như vậy không nhỉ? Nghĩ thôi mà đã buồn nôn rồi. Bà con cô bác nào mà thất nghiệp cứ về miền Tây đi bắt đuông dừa bán. Ngày đi tầm vài tiếng kiếm cũng được mấy trăm ngàn nhậu lai dai sống qua ngày. Cuối cùng cũng nhặt xong đám đuông ú ụ trong quả dừa khô. Tầm này chắc cũng 100 con rồi. Đấy là mấy con to thôi đấy nhé. Con nào nhỏ là anh trai đã bỏ hết rồi. Món hôm nay anh trai này ăn sẽ là đuông dừa sống. Không chế biến qua lửa nên trước hết phải giữ vệ sinh cho mấy em nó. Lần lượt từng em một được cho vào hồ bơi vận động 5 phút. Em nào mà trắng trẻo sạch sẽ rồi thì bắt ra ngoài cho ráo nước. Nhìn nè bà con, mới thả vô nước có xíu mà nước biến thành màu cháo lòng rồi. Không biết mấy con này bổ dưỡng cỡ nào nhưng mà xác suất cao ăn xong là gặp luôn anh Tào chị Tháo. Đây là cận cảnh full HD không che mấy em đuông sexy đang phơi mình trên mâm. Còn đây là nước mắm siêu cay gia truyền từ đời ông cố nội anh trai chỉ chỗ cho anh ra đầu chợ mua. Nhìn đống ớt nổi lềnh bềnh là thấy khoái khoái, chảy nước miếng rồi bà con. Bây giờ thì tưới lên mấy em đuông này, trông hấp dẫn chưa? Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm giữa nước mắm chin su tỏi ớt. Đuông tươi nóng hổi mời bạn ăn nha, tôi đây không chờ bạn nữa giờ tôi ăn liền. Nhìn nó bò lúc nhúc vậy mà anh trai ăn ngon chưa kia? Không biết có ngon không nhưng mà cái miệng anh trai này ăn cuốn thật sự. Đợi mình đi pha mì tôm ăn lan tỏa năng lượng mập địt đến cho mọi người. Cái quan trọng nhất của món này là nước mắm tỏi ớt siêu cay kia kìa. Tại vì có người không ăn được nước mắm, có người không ăn được ớt, còn có người là khỏi ăn cái món này luôn đó bà con. Mấy người ăn thử con này bảo là béo lắm. Lúc cho vào miệng nó còn cựa quậy nên ai chưa quen mà sợ là nhả ra liền hà. Thịt con đuông này chứa nhiều đạm. Nó cũng tương tự như lòng trắng trứng nên đôi khi nhiều người ăn sẽ cảm thấy hơi tanh nhẹ. Cái vị cay the của ớt với độ đậm đà của nước mắm sẽ giúp lấn át cái tanh này.
đó là mình nghe review lại thôi chứ chưa dám ăn thử con này bao giờ. Anh trai này ăn có vẻ rất là hợp khẩu vị luôn. Bình thường mình thấy các bạn khác review sẽ chỉ cắn phần thân và bỏ phần đầu. Riêng đại ca này thì ăn sạch sẽ không còn manh giáp nào. Vậy mới đáng đồng tiền bát gạo chứ. Trông mặt anh trai cũng hơi ngán ngán rồi. Chắc tại con đuông này béo quá nên ăn nhiều quá nuốt cũng không trôi. Còn bạn, bạn có dám ăn sống đuông dừa như anh trai này không? Nếu đã ăn rồi hãy chia sẻ cảm nhận của bạn về đặc sản này cho bọn mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh Mỹ Mỹ Review nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Bye bye!